Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ gây ra tình trạng mất tự tin, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc giao tiếp và tâm lý của người bệnh, chứng hôi miệng còn cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề, thậm chí là nhiều bệnh nghiêm trọng. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng này. Tin tức được tổng hợp từ trang Sức khỏe và Đời sống và trang Dân trí. Không chăm sóc răng miệng tốt. Theo tiến sĩ Phạm Thị Thu Hằng, bác sĩ khoa răng miệng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vệ sinh răng miệng kém là nguyên nhân của 85% các trường hợp hôi miệng. Nếu bạn không vệ sinh răng miệng đúng cách, nó có thể trở thành nơi nhiễm bẩn và bắt đầu có mùi, vi khuẩn sản sinh ra các hợp chất lưu huỳnh, phát ra mùi hôi như mùi trứng thối. Để chải răng đúng, bạn giữ bàn chải nằm ngang, nghiêng một góc 45 độ so với răng, từ từ di chuyển sang hai bên trái phải, nên chải răng 2 lần một ngày, mỗi lần 2 phút. Đánh răng không thể làm sạch toàn bộ bề mặt răng, do đó bạn đừng quên dùng chỉ nha khoa. Đối với chỉ nha khoa, điều quan trọng là nhẹ nhàng và kỹ lưỡng. Bạn hãy đánh răng và dùng chỉ nha khoa 2 lần mỗi ngày và đừng quên cạo lưỡi. Vi khuẩn phát triển khắp khoang miệng, đặc biệt trên lưỡi. Bạn có thể tìm mua dụng cụ vệ sinh lưỡi ở mọi hiệu thuốc và sử dụng mỗi khi đánh răng. Lưu ý tránh chà quá mạnh. Không uống đủ nước. Cơ thể mất nước có thể khiến bạn tiết quá ít nước bọt, đó là vấn đề. Vì nước bọt làm sạch những vi khuẩn gây mùi, nước bọt mà chúng ta tiết ra sẽ tạo điều kiện sống cho các tế bào trong miệng. Khi giảm tiết nước bọt, các tế bào sẽ bắt đầu chết đi và bốc mùi. Các nhà dinh dưỡng khuyên bạn nên uống từ 6 đến 8 cốc nước, tương đương với 1 đến 2 lít nước mỗi ngày. Nước trà xanh cũng rất tốt. Một nghiên cứu của Israel năm 2012 cho thấy các chất chống oxy hóa trong trà xanh làm thay đổi một số hợp chất lưu huỳnh trong hơi thở hôi. Sử dụng nhiều thực phẩm có mùi, cà phê, tỏi, cá, trứng, hành, đồ cay là những thực phẩm gây hôi miệng. Mùi của nó sẽ dính xung quanh miệng kể cả khi bạn đã đánh răng. Theo Viện Nha khoa Tổng quát, aniline methyl sulfide trong cà phê, hành và tỏi có thể ở lại trong máu của bạn khoảng 72 giờ sau khi tiêu thụ. Đường rất có hại cho răng miệng, ăn quá nhiều khiến cho vi khuẩn trong miệng gây hôi miệng, nhất là những loại kẹo dính. Ăn nhiều chất đạm khiến cơ thể bị đốt cháy các chất béo để tạo năng lượng. Khi đó các chất thải được thải ra ngoài qua nước tiểu và hơi thở của bạn gây mùi. Sử dụng nhiều thuốc lá, rượu bia. Những người hút thuốc thường không nhận ra rằng mùi thuốc thường bám vào quần áo và đồ đạc, đặc biệt là hơi thở. Khi đó, khói thuốc còn làm giảm cảm giác, giảm khả năng ngửi và nếm. Không những thế, hút thuốc làm mất nước bọt kết hợp khiến hơi thở của bạn trầm trọng hơn. Các nhà sĩ khuyên biện pháp duy nhất mà bạn có thể thực hiện để giảm chứng hôi miệng là bỏ thuốc lá và chăm chỉ vệ sinh răng miệng. Rượu, bia là đồ uống làm khô miệng, nhất là những loại rượu chứa đường còn là môi trường lý tưởng để vi khuẩn phát triển. Trong trường hợp này, bạn có thể ăn kẹo không đường hoặc nhai kẹo cao su không đường để kích thích sản xuất nước bọt. Bị trào ngược axit. Dạ dày là cơ quan tiêu hóa thức ăn nên cũng chứa rất nhiều vi khuẩn gây bệnh. Khi bạn bị trào ngược dạ dày, axit trong dịch vị sẽ đẩy lên vùng thực quản, từ đó gây ra những tổn thương cho vùng họng. Chính điều này làm cho các loại vi khuẩn gây mùi có cơ hội phát triển và gây ra chứng hôi miệng. Bên cạnh đó, chứng trào ngược dạ dày gây hôi miệng còn là do thức ăn ở dạ dày đang tiêu hóa đẩy ngược lên họng gây ra mùi khó chịu từ sâu bên trong. Những người bị chứng ợn nóng trào ngược axit dạ dày khiến hơi thở có mùi axit chua như giấm. Dự phòng trào ngược axit bằng cách tránh các thực phẩm gây trào ngược như rượu bia, cam quýt, quế, sô cô la. Bị viêm xoang hoặc viêm amidan. Nhiễm trùng có thể gây mưng mủ trong các xoang dẫn tới mùi hôi. Hãy đến bác sĩ để được kê đơn kháng sinh. Làm sạch xoang mũi bằng nước muối cũng rất có lợi. Các nhiễm trùng amidan hoặc các trường hợp viêm họng do khuẩn cầu chuỗi có thể dẫn tới sỏi amidan phát ra mùi hôi. Cách điều trị tốt nhất là súc miệng với nước muối vì hàm lượng muối cao tiêu diệt vi khuẩn. Cho một thìa muối vào khoảng 170ml nước ấm và súc miệng mỗi sáng trong 2-3 ngày. Sau khi súc nước muối, hãy ăn sữa chua chứa các vi khuẩn có lợi. Quý vị và các bạn thân mến, những kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản ai cũng nên biết sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.